Chúng tôi là Linh Mục Phe-rô, Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ Thánh Du Xe. Xin kính chào quý khán giả. Phúc âm tuần này thuộc lại rằng, khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tiro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan đến mà kêu cùng người rằng, Lại ngài là con vua David xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm, nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà nói rằng Xin Thầy bảo bà ấy về đi Vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi Người trả lời Thầy chỉ được sai đến cùng chiến lạc nhà Israel Nhưng bà kia đến lại người mà nói Lại Ngài xin thương giúp tôi Người đáp không nên lấy bánh của con mà vứt cho chó Bà ấy đáp lại vâng lại Ngài Vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng, này bà, bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Sau khi đã lắng nghe đoạn phúc âm này, có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta cảm thấy có một điều gì đó thật khó hiểu. Chúng ta cảm thấy khó hiểu về những lời lẽ mà Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm. Những lời lẽ này nghe rất chói tai và dường như không thích hợp với Chúa Giêsu. Những lời lẽ này để lại cho chúng ta một ấn tượng là Chúa Giêsu không muốn chữa lành cho con gái của người phụ nữ Canaan kia. Hơn nữa, Chúa còn nói không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ phúc âm mà vội vàng hiểu theo ấn tượng của mình thì chúng ta sẽ hiểu lầm Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu mà chúng ta tôn thờ là con Thiên Chúa, là đấng rất nhân hậu và giàu lòng thương xót. Chúa đã nhập thể làm người để mang ơn cứu độ cho hết mọi người, không trừ một ai. Cho dù xã hội Do Thái có những luật lệ ngăn cản và ràng buộc, Chúa Giêsu đã nhiều lần vượt qua những rào cản của xã hội và định kiến con người để mang tình yêu thương tha thứ đến cho mọi người. Chúa không phân biệt ai là do thái hay là ai không phải do thái vì thế để hiểu được đoạn phúc âm này cho đúng chúng ta cần phải tìm hiểu những bối cảnh tôn giáo văn hóa và xã hội của người do thái thời đó về bối cảnh tôn giáo người do thái thời đó có quan niệm rằng ơn cứu độ của thiên chúa đã được ban cho họ và chỉ dành riêng cho họ mà thôi vì họ là dân riêng của chúa đây là một quan niệm mà các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị thâm nhiễm rất sâu nặng vì họ cũng là người Do Thái. Về bối cảnh văn hóa, người Do Thái lúc đó có quan niệm cách biệt đối với các dân tộc khác. Họ tự cho mình thanh cao và thánh thiện hơn những dân tộc khác. Trong ngôn ngữ của họ, họ thường gọi những người ngoại bang là chó các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng sai lệch này. Về bối cảnh xã hội, người Do Thái lúc đó có quan niệm rất kỳ thị và khinh chê những người bệnh tật và tội lỗi. Họ tránh xa những người này, nếu họ lỡ tiếp xúc với những người này thì họ phải cử hành nghi thức thanh tẩy. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy những sai lầm của họ trong cách sống và đối xử với mọi người, Chúa đã nhiều lần sửa dạy họ Nhưng không phải ai cũng đón nhận Ngay cả trong nhóm môn đệ của Chúa Giêsu, Không phải ai cũng đồng ý với Chúa Giêsu. Có một số môn đệ bất đồng với việc Chúa Giêsu thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của họ Họ đã bỏ Chúa Giêsu mà trở về đời sống cũ Còn một số vẫn theo Chúa Giêsu, Nhưng trong lòng chưa thật sự sửa đổi cho nên trong đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã chủ ý đến thành Tiro và Sidon là hai thành mà phần đông là những người ngoại bang đang sinh sống để dạy cho các môn đệ một bài học nhớ đời. Chính vì một số môn đệ vẫn còn mang quan niệm là ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái mà thôi và coi những người ngoại bang là chó cho nên Chúa Giêsu muốn dùng những ngôn từ trong quan niệm của họ để đánh thức tâm hồn các ông. Khi người phụ nữ Canaan đến ngoài cửa xin được Chúa Giêsu ban ơn chữa lành cho con gái của bà, thì Phúc Âm kể lại rằng Chúa Giêsu hành xử theo cách mà các môn đệ muốn nhìn thấy nơi một thầy giảng Do Thái, đó là phớt lờ, không trả lời. Vì người Do Thái không có qua lại với người ngoại bang. Nhưng người phụ nữ Canaan này không phải là người bỏ cuộc dễ dàng. Bà vẫn tiếp tục van xin. Lúc này thì các môn đệ bắt đầu tỏ thái độ, bộc lộ được sự bực tức của mình. Họ cảm thấy người phụ nữ này quá phiền tối và muốn cho bà ấy đi khuất mắt. Cho nên các môn đệ mới đến xin Chúa Giêsu làm phép lạ để bà ấy đừng làm phiền các ông nữa. Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu như thế này: Xin thầy thương để bà ấy đi về Vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi Các môn đệ muốn bà ấy đi cho quốc mắt Chứ không phải vì các ông xin Đối với lòng nhân từ bác ái Vì các môn đệ đã lên tiếng xin Chúa Giêsu, Cho nên Chúa Giêsu đã đáp lại các môn đệ Ta chỉ được sai đến với nhà Israel mà thôi Chúa Giêsu đang dùng cách nói sâu cay để nói với các môn đệ, bởi vì chính họ đã có quan niệm giống như những người Do Thái khác, nghĩ rằng ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái mà thôi. Nói một cách khác dễ hiểu là Chúa Giêsu đang sửa dạy các môn đệ cứng cổ rằng, nếu các con quan niệm ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái mà thôi, thì tại sao lại xin ta ban ơn cho những người không phải Do Thái? Nếu các con cho rằng những người ngoại bang là chó Thì không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó Và có lẽ đến đây thì các môn đệ đã biết đau Và đã nhìn ra được quan niệm sai lầm của mình Chúa Giêsu đã mượn gậy ông để đập lưng ông Chúa đã dùng ngôn từ trong quan niệm của họ Để nện cho họ một trận thật đau mà thức tỉnh Chúa Giêsu đang dạy dỗ các môn đệ rằng các ông cần phải hiểu là Chúa Giêsu mang đến ơn cứu độ cho hết mọi người Chứ không phải dành riêng cho bất cứ ai Chính vì điều này mà Chúa đã chủ tâm đi đến hai thành Tiro và Sidon Vì hai thành này là nơi mà người ngoại bang đang sinh sống Chúa đã yêu thương tất cả mọi người giống như nhau Vì thế chính Chúa đã mang ơn cứu độ đến cho những người ngoại bang ở hai thành này và chúng ta đã nhìn thấy trong phúc âm Con gái của người phụ nữ Canaan đã được chữa lành Đó là Chúa Giêsu mà chúng ta tôn thờ Còn về phía người phụ nữ Canaan Bà đã được Chúa Giêsu khen ngợi vì bà có lòng tin vững vàng Cho dù bà biết xã hội có những định kiến làm ngăn cản bà đến với Chúa Giêsu, Nhưng bà đã vượt qua những định kiến này để đến với Chúa và đón nhận ơn cứu độ đây là một tấm gương cho chúng ta ngày nay chúng ta cần phải xác định rõ ràng giống như người phụ nữ cana này chúa giê không bao giờ từ chối ai đến với chúa vì chúa luôn yêu thương mọi người và ơn chúa không có giới hạn cho nên chúng ta đừng bao giờ nghi ngờ hay ngã lòng khi đến với chúa cho dù người phụ nữ canaan bị những định kiến của xã hội tôn giáo và văn hóa ngăn cản bà đến với chúa giê xu Bà đã vượt qua tất cả mà đến với Chúa và bà đã được như ý. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng đang gửi đến chúng ta một lời mời gọi tha thiết, hãy đến với Chúa. Cho dấu chúng ta là ai và đang sống ở bất cứ nơi nào, Chúa vẫn yêu thương và mời gọi chúng ta đến với Chúa. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua những khó khăn của bản thân, của gia đình hay của xã hội mà đến với Chúa chúng ta hãy biết cầu nguyện giống như người phụ nữ canaan chúng ta đừng bỏ cuộc khi chúng ta không nhìn thấy kết quả như mình mong muốn nếu người phụ nữ canaan đã bỏ cuộc vì cảm xúc nhất thời thì bà đã không nhận được ơn chữa lành cho con gái của bà trong khi cầu nguyện chúng ta hãy biết kiên trì và luôn tin tưởng rằng chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta và đẹp lòng chúa khi chúng ta cầu nguyện có những lúc chúng ta cảm thấy không những mình không nhận được kết quả theo ý của mình Mà dường như có kết quả ngược với ý của mình Chúng ta đừng bỏ cuộc Chúa Giêsu đã nói Không có người cha nào mà khi con mình xin bánh lại cho nó hòn đá Phương chi Chúa là Thiên Chúa rất nhân từ và giàu lòng thương xót Chúa sẽ ban cho chúng ta Điều quan trọng là hãy vững tin mà cầu nguyện đừng để những cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến niềm tin và mối tương quan của bản thân mình với chúa khi chúng ta cầu nguyện chúa rất vui lòng cho nên ở bất cứ nơi nào và bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện với chúa được cho dù những người chung quanh nhìn chúng ta như thế nào điều đó không quan trọng điều quan trọng là chúa luôn nhìn chúng ta với ánh mắt nhân hậu và yêu thương Đặc biệt là lúc chúng ta gặp khó khăn hay lúc chúng ta vấp ngã, chúng ta hãy cần cầu nguyện với Chúa nhiều hơn nữa. Người phụ nữ Cana đã bị những người chung quanh xem là người ngoại bang và đang sống trong một xã hội không biết tôn trọng phụ nữ. Nhưng bà đã xác tín được rằng Chúa Giêsu luôn có lòng nhân từ thương xót đối với bà và ơn Chúa không có giới hạn. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi nơi bà. Còn về phần các môn đệ, các ông đã học được một bài học vô cùng quan trọng và ý nghĩa để nhớ đời. Đó là Chúa Giêsu yêu thương mọi người giống như nhau và ơn cứu độ của Chúa được ban cho hết mọi người chứ không phải dành riêng cho bất cứ ai. Và chúng ta ngày nay luôn phải ghi nhớ điều này để trong tất cả những công việc chúng ta làm, ơn cứu độ của Chúa Giêsu được mang đến cho hết mọi người. Hãy nhớ tình yêu thương của Chúa thật bao la và ơn Chúa không bao giờ có giới hạn. trình phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse, đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo xứ Thánh Giuse, nét Thân ái kính chào quý vị và xin thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.